Tao lại bắt chuột tăm mau TV. TV. Hôm nay anh em mình đi bắt chuột tiếp. Ôi, đâu. Đó. Hôm nay rất đông, 4-5 anh em đi bắt chuột. Bé. Con này bé, tải đâu, đừng nó vào. Đi đi. Cô đi được không? Wow, ở đâu ơi? Đi chờ, cẩn thận nhắm mình bom ấy. Anh ơi, hả? Trông sắn rồi ăn đi. Thôi, tao ăn chuột ngon hơn, bây giờ lại còn ăn sắn nữa. Tao đã thấy cắp của tao đâu cả. Anh đâu thấy chỉn, thấy chỉn rồi. Được không? Thấy đâu. Anh em mượn đèn soi. Đánh cắp gì không? Có đấy, đấy, có anh soi mà. Soi khu mà đánh nhiều cái đấy. Có 7 cái thôi. Ôi, mày hút rồi. Thôi cứ tìm đi. Nó công không, các ông không 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 cắm cọc vào. Có cọc ra nó mà cắm. Làm đấy mà cứ cắm. Thôi đứng đợi thôi, anh em mình lên bờ đợi kết quả đây. Đợi ăn sắn à, nhổ sắn về nướng đi. Nướng cùng chuột đi. Ôi to. Đó sao? Ôi, to, to. Đó một con to rồi các bạn. Đưa đây, đưa đây. Rồi. Wow. Máu đi chà. Con này là rúi. Wow, trời, chuột to nữa. Đâu? Ơ mày chưa thấy bao giờ à? Đây này có bảy con này. Đây là thế trạng vừa trong Gia Lai ra nên không biết con chuột là con gì. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ô, cho to như cửa ông sóc. Ấy đấy. Lấy cái đi ăn tí. To hơn sóc. To hơn con sóc. To hơn sóc của mày. Mày là con chín lạng cơ. Chuột to quá trời nhìn đẹp ấy. Chuột chạy. Thằng này mình nhìn thấy chuột mình như sinh vật lạ ấy. Chuột này, chuột này. Chuột. Chuột này, chuột này, chuột chuột chanh đây đúng không? Con chưa thấy video này chưa? Cái này mày ta gặt cắp có biết. Thấy mấy cái rồi, thấy mấy. Thấy mấy cái rồi. Chưa thấy chưa to. Cái này anh lấy được à? Chưa thấy chưa to bao giờ. Mất hút hai cái rồi này, cái nó lấy của tao mất hút rồi. Con này béo ấy. Cái này mất hút rồi. Béo chuột chanh béo. Chuột chanh này. Thịt mẹ mất hút hai cái rồi. Không tìm được không đen. Xung quanh đây thôi. Đấy, chứ không tìm đi. Mất đi hai cái rồi. Đợi kết quả thôi. Được. Lại được rồi các bạn. Lại được rồi, lại được rồi. To không? To không? Tao thấy mất một cái nữa thôi, từ từ. Đâu? Hàng đâu? Ui, ngoài trường. Ui, gần. Được đấy. Đây, ui. Con này khủ các bạn. Con này to bằng. To bằng bắp đùi vào đệ. Đây này, anh ơi, nhìn này. Ôi, bằng thật. Bằng đùi em. Chuột rúi đấy. Được cái nào được không? Thôi, mình đợi đấy. To nhỉ? Từ đôi cua này. Thầy Trang ơi. Vào đây mà xem con này này. Thằng này ở trong Gia Lai chưa chả biết con. Ui nhìn anh này, nhìn này. Không thấy con chuột bao giờ. To. Tính điện hơn. Con này bằng đuôi. Con này phải cân. Không được. Tám lạ, hết đát. Không được. Cân. Không được thì sao? Wow, cần mốt. Wow, bằng cái đùi luôn này. Bằng đùi luôn này. Chưa không? Ba được ba em rồi, tổng kết ba em rồi các bạn. Sao? Lại được con nữa rồi. Thôi cứ cầm đi, ủi dậm bó bà ra. Thôi cầm đi. Ô, lại được con to nữa to rồi các bạn ạ. Kiểu con rúi với con trồn trong tao ấy. Sao nữa? Tiếp thật. To chứ mi. Ủa cái loại này mà tí nữa mình đâu ăn thì chốt nhỉ. Ui, mày á, mày ăn có vài cái đạp luôn đấy. Anh ăn đạp ấy. Anh có thích ăn không? Hả? Hả? Wow, trời. Con này tí về làm món gì đấy? Chuột giả cây à? Thôi tự nhiên máy quay mở thế nhỉ? Chuột lướng siêu cay. Ê, con này con cái. Cá nó to nhỉ. Con ăn chưa? Con này con cái mình chả xin biệt. Không được có giặt cả tao đủ ấy. Hay, mình thích nhỉ. Cái loại này mà... Không được nữa.
Ôi. Thất thu này, thất thu được có 4 con các bạn. Một con bên kia nữa. Loại này mà bắt phải nuôi được ấy. Bắt con to như này. Mày bị rồ nuôi chuột. Người ta nuôi cái chuột này mà. Nuôi á? Cái này mà ơi. Nuôi là đây là chuột cống nhum. Ở đâu? Người ta nuôi cặp bố mẹ trong sinh sản ra xong cứ nuôi mãi đấy. Ra nuôi nuôi quá nhiều luôn. Cái giống này mà nuôi thì thôi rồi nó phá. Nhưng mà người ta không để cho già như này á. Bán đâu. Tân để lại nó non mới bán rồi. Mà con này là bán rồi. Ôi, thế thì ăn chả ngon mấy. Người ta bán sớm lắm. Ăn kiểu thì con... nó nuôi công nghiệp thì nó để thì thôi kiểu, rồi cái giống chuột này. Kiểu con to này ăn mày ngon này. Đấy. Người ta bán nhiều mà. Mình nhìn chuột này giống tưởng chuột cống nhỉ. Không phải may. Tổng kết được 4 con các bạn ạ. Hôm nay không đủ mồi rồi. Về kiếm ít chân gà nữa nhỉ. Hôm nay bảo thôi đi về đây miền Nam ra cho ăn được nhiều nhiều này à. Ôi bây giờ thì có ăn được hết không? Trời ơi cho nó ăn lông với lại con mình em ăn 2 con này một mình em ăn hết 1 con to rồi thôi đi tín ăn. Đây là kết quả anh em mình có 4 con chuột mà đông bộ sậu quá mời các bạn nha. Ngon xương xương thôi nhỉ. Ngon đấy, ngon đấy. Đây này cho miếng nào các bạn thì ngon lắm. Làm miếng thôi đôi mày thèm không? Ui cái ra thằng mình một con trong rồi. Con này là một mình con nhỏ ở trong rồi. Con nhỏ con nhiêu ấy? Một mình con nhỏ ăn rồi. Trời ơi, thằng ta ăn mất à? Quay luôn, bánh bột to. Cái nha. Con tâm nhất à? Toàn nào tiếp đi. Đứng giờ ăn không thấy nó đâu hóa ra là mẹ ông cầm con to nhất ông chạy vào bếp ông ăn được mình. Hết rồi. À, nó giấu. Ai à? À, con này đúng được đấy. Này. À. Đại đời bây giờ mày bảo tao hay là mày? Ai con hiểu em nhá, nhớ nhá. Ơ con thương chẳng được tí nào. Để tao miếng để uống rượu cái. Đập nhắm cái đuôi. Này, này rồi mà. Hai thanh niên tham ăn đang tranh nhau. Sợ luôn. Người mà chưa được miếng nào. Ăn hết rồi. Trắng rồi, trắng rồi. Xin miếng. Xin miếng đuôi đi, bể đi. Bể đi cho. Bể tí đuôi nói. Bể tí đuôi. À đây rồi. Mời các bạn nhá. Các này không mời à? Không ăn à. Bạn treo ăn thịt chuột này. Mày chạy lên. Ngon các bạn. Thịt chuột. Rồi này tao chui tao bây giờ một miếng mày giật làm nô của tao. Mày đưa tao một miếng thôi. Ăn đưa tao cho cái ấy. Tao nhớ chạy ra nhà vệ sinh ăn à. Sợ. Sợ cướp mất à? Bây giờ đi nướng chân gà đi. Thôi bây giờ đi nướng chân gà đi. Thôi tao đi nướng ngô. Anh cho lại anh này. Hai con chân gà này nướng. Chân gà đây tao vừa để vào tủ cả. Chúng mày chơi bài chán rồi đi mà ướp mà nướng nhỉ? Thế được mấy con? Nửa con. Anh nửa con. À, anh ta tất cả mọi người nhá. Video kết thúc rồi. Rồi mình đi nướng chân gà. Hết thịt tuột rồi. Vẫn đang kia vẫn còn. Đang kia vẫn còn. Chạy ăn ra. Vẫn chạy ăn ra nhà vệ sinh để ăn. Đây rồi, đây rồi. Giấu ăn một con trong bếp thì ăn một mình. Mày lại không nhớ anh đi, mày bảo mày không nhớ anh. Thảo nào đến lúc ăn không thấy nó đâu, hóa ra nó rút vào trong bếp ăn. Mày ăn trong một cái đùi